Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hồng Oanh, sinh năm 1986, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, về hành vi chống người thi hành công vụ. Người phụ nữ này đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Oanh và chồng bị nhắc nhở về sai phạm không đội mũ bảo hiểm và phòng chống dịch, nhưng không thừa nhận sai phạm mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ đi. Một cán bộ công an phường dùng tay ngăn lại, thì Oanh xông vào dùng miệng cắn vào cánh tay phải, đồng thời dùng chân đạp vào bụng người cán bộ công an. Hai đối tượng đã bị tổ công tác khống chế, đưa về công an phường lập biên bản vi phạm và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá xử lý theo thẩm quyền.